Xin kính chào quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự SBTV của chúng tôi, nơi cập nhật tin tức nhanh nhất và chính xác nhất. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vào thời điểm hiện tại, cư dân mạng đang rầm rộ bàn luận trước thông tin cơ quan chính quyền nhà nước sẽ sử dụng hiến pháp, pháp luật Việt Nam như thế nào, đặc biệt là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, nơi sẽ thụ lý và xét xử vụ án drama của bà Nguyễn Phương Hằng. Qua đó, người dân trong cả nước và cộng đồng mạng tha thiết đề nghị Đảng và Nhà nước xem xét, xử lý nghiêm minh, công bằng, dân chủ. Qua vụ việc drama của bà Nguyễn Phương Hằng, ban đầu chỉ có lệnh tạm giam để điều tra. Chúng tôi là người dân, chúng tôi đã nhìn thấy những việc làm sai trái của nghệ sĩ Hoài Linh, đã yểm số tiền 14 tỷ đồng cứu trợ đồng bào miền Trung đang gặp nạn. Ông Võ Hoàng Yên, giả danh thần y để lừa bịp người bệnh. Phó tổng biên tập nhà báo Đức Hiển mượn chức danh để kêu gọi từ thiện, nhà báo hèn ni, phát ngôn bừa bãi trên mạng xã hội và nhiều thành phần khác đã và đang tham nhũng. Có như vậy, người dân yêu nước chúng tôi mới tin tưởng và tôn vinh sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước và pháp luật Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy điều mà bà Nguyễn Phương Hằng làm là đúng, cần phải xem xét công minh. Drama của bà Nguyễn Phương Hằng thấu tình đạt lý, nếu Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng nên điều tra rõ ràng và minh bạch. Vì những người mà bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ăn chặn tiền từ thiện đều có căn cứ và đúng sự thật. Mọi vấn đề hãy xử lý, ông lăm băm Võ Hoàng Yên, lừa đảo còn giết bao nhiêu người. Đám ca nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện phải giữ cho công bằng đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Trước hàng loạt vụ việc, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng và ghép vào điều luật 331 thì rất nhiều người dân đã lên tiếng và chỉ trích. Mới ngày nay thì quý vị đã rõ và chúng tôi cũng đã thông tin đến quý vị. Chúng tôi không ngại đụng chạm đến chúng, mục đích của chúng tôi là để gửi đến quý vị nắm được những thông tin đầy đủ nhất để có thông tin đối chiếu, tránh về sự lừa dối của chúng. Cho đến bây giờ, việc siêu Nguyễn Phương Hằng đang bị tạm giam để điều tra và chờ ngày xét xử thì cộng đồng mạng vẫn đang mong mỏi theo dõi nhất cử nhất động, bởi thông tin bà Nguyễn Phương Hằng có được trao trả tự do hay không thì bên cạnh đó cũng không ít khán giả yếu tim cần chuẩn bị cho mình liều thuốc ngay bên cạnh. Nếu không sẽ rất khốn khó cho quý vị. Sự ồn ào không ngừng trên khắp mọi miền đất nước, người dân đã lên tiếng đồng loạt ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng, buộc chính phủ quyết định vào cuộc điều tra vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra điều luật bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Liên quan đến vụ việc nữ siêu Đại Nam, Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam, xung quanh xuất hiện rất nhiều ý kiến trái chiều như chúng tôi đã thông tin đến quý vị. Vụ việc ông Phan Văn Mãi lo sợ bà Hằng lôi ra tội lỗi sai phạm không thể chối cãi của mình, nên tên chủ tịch nghếu ngáo này đã kết hợp với tên thiếu tướng Lê Hồng Nam đã ngang nhiên bắt giam để bịt miệng bà Hằng và ghép vào điều 331. Thì trong mấy ngày gần đây nhất, lò của cụ Tổng di chuyển xuống phía Nam, cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh, và đang cháy rực vì không thể che giấu nổi những sai phạm động trời của công ty Việt Á. Những sai phạm này đã làm cho vài chục nghìn dân thường Việt Nam thiệt mạng trong sự việc xảy ra trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Người thì nói bà Nguyễn Phương Hằng đáng đời cái miệng hại cái thân, người thì nói những người liên quan đến vụ việc cũng cần được điều tra làm rõ. Không thể phủ nhận rằng những đóng góp vào tập đoàn Đại Nam nói chung và bà Nguyễn Phương Hằng nói riêng cho xã hội là rất lớn, nhất là trong đại dịch vừa qua. Bàn luận về vấn đề này, luật sư Gia Nguyễn chia sẻ việc bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt làm nhiều người bất ngờ trong con mắt của chính quyền. Mọi việc đều có giới hạn của nó, ở đây là có một cá nhân không được phép khuấy đảo mạng xã hội bất chấp ý nghĩa mục đích của việc. Khuấy đảo là gì? Bà Phương Hằng đã lên tiếng vạch trần nhiều mặt tiêu cực của nhiều nhân vật nổi tiếng. Việc bà làm được nhiều người ủng hộ nhưng cũng là cái gai trong mắt của nhiều người. Vấn đề của chính quyền là ổn định và trật tự xã hội không được phép đảo lộn. Vấn đề của bà Nguyễn Phương Hằng động chạm tới quá nhiều người. Nếu các livestream chỉ có còn trong vấn đề ăn chặn tiền từ thiện của các nghệ sĩ thì rất nhiều người ủng hộ, ngay cả chính quyền ban đầu cũng có dư luận ủng hộ. Chính từ những buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng mà các bài báo cũng như là báo chính thống như là VTV, Công an Nhân dân đã nêu vấn đề minh bạch từ thiện của nhiều nghệ sĩ. Đây là một luồng dư luận tích cực ban đầu. Nhưng ngay từ lúc bà Nguyễn Phương Hằng đã vượt quá giới hạn lên án gần 50 tờ báo, gồm cả báo Công an Nhân dân, thì bắt đầu cho thấy giới hạn. Lần đơn đó đã bị xâm phạm ở Việt Nam. Một cá nhân không được phép công khai hô hào chống lại báo chí nhà nước, chống lại chính quyền nhân dân, đó là vượt quá giới hạn. Thêm nữa, khi có kết luận của Bộ Công an thì nhớ là mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Tất cả các bên hãy dẹp đi, đừng nhiều lời nữa. Cá nhân có quyền đồng ý hoặc là không có quyền đồng ý với quyết định này. Tôi không bất ngờ trước sự quyết định này của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tôi hy vọng phiên tòa này sẽ làm rõ những gì bà Nguyễn Phương Hằng làm được cho cộng đồng và những gì bà Nguyễn Phương Hằng sai, và cái sai đó là cái gì mà phải kết án một con người. Những gì tôi nói là nhìn từ khách quan và quan điểm của chính quyền. Còn cá nhân tôi luôn trân trọng những gì bà Nguyễn Phương Hằng làm được cho cộng đồng. Thật dũng cảm khi dám đương đầu, sẽ không bao giờ có một người như bà Nguyễn Phương Hằng đã khép đến như vậy. Liệu bà Nguyễn Phương Hằng sẽ bị kết tội gì, xử phạt ra sao? Trong mấy ngày gần đây, một cư dân mạng đã bày tỏ quan điểm của mình về vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể, người này đã nói: tôi và người dân nghèo đất nước rất mong muốn Bộ Công an sớm vào cuộc điều tra, xét xử vụ án tạm giam đối với siêu Nguyễn Phương Hằng. Chúng tôi là người dân nghèo, không biết lý do gì Công an Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lẽ ra quyết định bắt tạm giam đối với siêu Nguyễn Phương Hằng. Theo chúng tôi suy nghĩ và hiểu biết được cái tội của siêu Nguyễn Phương Hằng là thương người dân nghèo, thương đất nước, nên siêu Nguyễn Phương Hằng đã dám dũng cảm hy sinh tất cả, dám đứng lên một mình để đấu tố và tố cáo đối với bọn lươn lẹo kia. Bọn lừa đảo đã lợi dụng uy tín cá nhân để nhằm mục đích trục lợi, hút máu dân nghèo để làm giàu tư lợi cho cá nhân của mình. Vậy từ đây chúng ta hãy suy ra siêu Nguyễn Phương Hằng từ một người đi tố cáo tội phạm, thì kết cục siêu Nguyễn Phương Hằng lại trở thành một người phạm tội hay sao? Siêu Nguyễn Phương Hằng còn cái tội nữa là rất thương người. Và khi người gặp nạn cần thiết đến Phan Văn xin siêu Nguyễn Phương Hằng giúp đỡ, siêu Phương Hằng không lường đoán trước và giả tâm, sâu độc của người và bạn, nên siêu Phương Hằng đã đặt niềm tin, vui vẻ vô tư giúp người và hạn hết mức nhằm để đặt kế hoạch toàn nguyện như ý của người và bạn. Khi mà người mà bạn đã đạt được thành công kế hoạch hoàn hảo xong, thì người mà bạn lại quay xe, chơi chiêu trò bịp bợm mà bất kỳ kẻ tiểu nhân nào cũng đều áp dụng qua cầu rút ván và cố dìm chết con đường sống của siêu Nguyễn Phương Hằng. Thứ nhất là về kinh doanh, kinh tế, về tâm lý đạo đức con người. Tôi và người dân nghèo đất nước mãi mãi quý trọng, yêu thương và ủng hộ siêu Nguyễn Phương Hằng 100%. Siêu Nguyễn Phương Hằng là nữ tớ của nhân dân. Siêu Nguyễn Phương Hằng không có quyền gả dưới tay của những kẻ tiểu nhân lươn lẹo lừa đảo Phương Hằng, mãi mãi cười tươi như hoa của ngày hôm nay. Phương Hằng và tiếp đó cũng có một vài bình luận về vụ bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng. Tự thế người này nói bà Hằng đúng hay sai ta không kết luận được vì không đủ hiểu biết bà Hằng, mà sai thì chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên sự phản ứng của phương tiện truyền thông liệu đã hợp lý và khéo léo hay chưa, khi bà Nguyễn Phương Hằng cũng là một người có ảnh hưởng nhất định, có những hoạt động nhất định có ích cho cộng đồng và nhiều người yêu mến. Trong đợt dịch vừa qua, những bình oxy miễn phí của Đại Nam đã cứu sống bao nhiêu người, và nếu bà Hằng không lên tiếng thì những người đồng tiền từ thiện và những hệ lụy sẽ đi về đâu? Thần y sẽ còn chữa bệnh cho bao nhiêu người? Liệu bao nhiêu người đã mất niềm tin và trở nên bất bình sau vụ việc này? Mới đây, ông Dũng Lò Vôi lên sóng livestream tuyên bố một câu chắc nịch, quyết định không để bất kỳ thiếu Việt oxy trong lúc khó khăn khi bà Nguyễn Phương Hằng gặp chuyện. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, cách đây không lâu, ông Huỳnh Uy Dũng hay là Dũng Lò Vôi đã thực hiện đoạn video đi khảo sát tình hình lắp đặt oxy miễn phí cho bà con ở Tân Uyên. Ông Dũng Lò Vôi tuyên bố đanh thép khẳng định. Bên cạnh đó thì ông Dũng Lò Vôi còn tuyên bố oxy mà vợ chồng đặt ở Tân Uyên không phải là cho mượn mà là sẽ tặng luôn để phục vụ cho công tác chữa bệnh sau này của xã. Lời tuyên bố khẳng định chắc nịch của ông Dũng Lò Vôi đã giúp cho bà con đang là vùng đỏ cảm thấy yên tâm hơn và lan truyền thông cũng như thông điệp đẹp đẽ này. Hiện tại vợ chồng ông Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng đang có 7 nhà máy oxy để phục vụ miễn phí cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong khi ông Dũng Lò Vôi đưa ra lời tuyên bố đanh thép thì phía bà Nguyễn Phương Hằng lại đang gặp một số vấn đề. Theo đó, trên mạng xã hội cho rằng đã nắm thóp bà Nguyễn Phương Hằng và sẽ tung ra bằng chứng. Không chỉ vậy, phía bà Nguyễn Phương Hằng cũng có động thái khá dè dặt. Đặc biệt vào ngày 12 tháng 9 thì trên mạng xã hội đã xuất hiện bức tâm thư đăng trên fanpage triệu đô Đại Nam, được cho là của bà Nguyễn Phương Hằng. Bà tuyên bố sẽ dừng lại mọi chuyện sau lùm xùm vừa qua. Nửa năm qua, bà Nguyễn Phương Hằng không chỉ tích cực trong công tác thiện nguyện mà còn gây chú ý khi nhắc đến hàng loạt ngôi sao đình đám như là Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Công Vinh và không minh bạch trong công tác thiện nguyện của mình. Cụ thể bởi đây, xung quanh sự kiện bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt vào chiều tối ngày 24 tháng 3, vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều nhau. Vào tối ngày 24 tháng 3 vừa qua, thông tin bà Nguyễn Phương Hằng, Chủ tịch Tập đoàn Đại Nam khiến cả xe buýt nhộn nhịp. Theo những thông tin trên báo giới, Tuổi Trẻ lãnh đạo Viện Cảnh sát Nhân dân cho biết rằng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 31, 331 của Bộ luật hình sự. Thưa quý vị, trong khi đó thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thu thập đầy đủ bằng chứng của đám ca nghệ sĩ bẩn để hạ bệ triệt để bà Nguyễn Phương Hằng trước vụ việc ra tòa sắp tới. Trong suốt thời gian vừa qua thì ai cũng biết rõ việc các ca nghệ sĩ bẩn ăn chặn tiền từ thiện của người dân miền Trung là một điều không thể chối cãi. Mở đầu là tên nghệ sĩ hài trùm ăn chặn tiền từ thiện Hoài Linh đã muốn ôm trọn số tiền hơn 14 tỷ đồng, nhưng vẫn không ai hay biết sau khi thấy tên nghệ sĩ hài trùm ăn chặn tiền từ thiện Hoài Linh hóc dễ dàng số tiền 14 tỷ đồng. Vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên và tên cầu thủ Công Vinh muốn giở trò mượn hoa cuống Phật với một khoản tiền lớn lên đến 177 tỷ đồng. Đến nay, sự việc của tên nghệ sĩ hài trùm ăn chặn tiền từ thiện Hoài Linh đã bị phát giác đã đành, nhưng số tiền của vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên và tên cầu thủ Công Vinh làm từ thiện tại tỉnh Quảng Trị và tại huyện Thanh Chương, Nghệ An đến giờ phút này, các cơ quan chức năng điều tra Bộ Công an mà người đứng đầu là tên Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm vẫn chưa có một câu trả lời thỏa đáng nào cho người dân được biết. Sự việc lại đổ thêm dầu vào lửa với các cơ quan công an của Thành phố Hồ Chí Minh là người đứng đầu tên Thiếu tướng Lê Hồng Nam sau khi đã nhận một số tiền hối lộ cực lớn từ đám ca nghệ sĩ bẩn này, mà trong đó phải kể đến là số tiền hối lộ của tên nghệ sĩ hài trùm ăn chặn tiền từ thiện Hoài Linh và tên nam ca sĩ thất học cắt tóc rái tai đổi đời Đàm Vĩnh Hưng. Cụ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm cho người dân phải liên tưởng đến lò thiêu ở Bình Hương Hòa trong đợt dịch Covid-19 vừa qua. Cho đến ngày hôm nay, dù hàng loạt các quan chức đã vào tù, nhưng vì mãnh lực của đồng tiền và lòng tham thì lại không có đáy, mà cơ chế nhà nước thì lại như một ranh giới không có tiền, nên các quan chức vẫn cứ lao theo. Tham nhũng khắp nơi, nhưng chỉ có những người bị cho là yếu thế thì mới bị trừng phạt, còn có những ai có thế lực mạnh thì vẫn an toàn. Và việc những tổ chức tội phạm, những doanh nghiệp làm ăn bất chính, dùng tiền núi, thọc tay vào bộ máy của nhà nước để can thiệp vào vấn đề sắp xếp nhân sự từ lâu. Đã có nhiều lời đồn nhưng lại không có bằng chứng rõ ràng. Nhưng cây kim trong bọc thì lâu ngày cũng lòi ra. Vậy thưa quý vị, vụ án drama của bà siêu Phương Hằng sẽ đi đến hồi kết và sẽ đưa ra xét xử trắng đen trước vụ việc chấn động trên khắp cả nước được đông đảo cư dân mạng quan tâm. Vì thế, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu tiên ra mặt và tuyên bố sẽ nhổ cỏ tận gốc đối với dòng họ quyền lực, dòng anh em chân rết nhà họ Phan trong bộ máy chính trị của Việt Nam. Và tên Võ Văn Thưởng là cái tên cần nhổ trước nhất. Y để lại dấu răng của mình trong vụ án drama của bà Nguyễn Phương Hằng. Chính tên này đã tham gia chỉ đạo tên Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Phương Hằng. Tên Võ Văn Thưởng, mà nếu như gọi đúng tên phải là Phan Văn Thưởng, thường trực Ban Bí thư, y đã lộng hành bao che cho em trai của mình là Phan Sào Nam hay là Phan Văn Mãi. Mặc dù tên Phan Sào Nam đã điều hành cả đường dây trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ, được hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng, nhưng mức án nhận về chỉ có 5 năm. Điều đáng nói là ngay lập tức sau đó thì tên Võ Văn Thưởng hay còn gọi là Phan Văn Thưởng này lại cho giảm án cho em trai của mình là Phan Sào Nam đến 2 năm tù và mức án chỉ còn lại 3 năm. Thế nhưng sau khi Phan Sào Nam đã ra tù thì bất ngờ ông Thủ tướng Phạm Minh Chính lại cho giật dây trở lại, đưa vụ án của Phan Sào Nam nằm trong diện những vụ án Bộ Chính trị trực tiếp quản lý. Tên Võ Văn Thưởng hay còn gọi là Phan Văn Thưởng này đành phải tặc lưỡi và cay cú đến nay. Chưa dừng lại ở đó, Phan Văn Thưởng muốn đánh động trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng thì với quyền lực vốn dĩ xuất thân từ Bộ Công an của mình, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho dập sạch tận gốc đường dây của nhà họ Phan. Một lần nữa, Phan Văn Thưởng hay còn gọi là Võ Văn Thưởng này được nổi lên lềnh bềnh trên các trang báo chí truyền thông. Không còn gì để biện minh, tất cả mọi thứ đã được đưa vào quỹ đạo và không ai khác chính là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đang quyết liệt dập tiếp những cốc rễ quyền lực cuối cùng trong dòng họ quyền lực chính trị ở Việt Nam. Dòng họ Phan mà người đứng đầu là tên Võ Văn Thưởng hay còn gọi là tên Phan Văn Thưởng. Kể từ khi sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng được Công an Thành phố Hồ Chí Minh gia hạn tạm giam thêm 2 tháng thì một trong những lý do mà các cơ quan chức năng lại chia sẻ trên báo chí đó là vụ việc của bà Phương Hằng lại có nhiều tình tiết mới phức tạp mà tất cả đều do tên Võ Văn Thưởng chỉ đạo cho tên Phan Văn Mãi. Cho nên là cơ quan chức năng công an cần thêm thời gian để điều tra mà tiếp tục gia hạn tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Đến thời điểm hiện tại thì bà Nguyễn Phương Hằng dẫn hết thời gian gia hạn tạm giam 2 tháng. Chúng tôi đã rất nhiều lần chia sẻ cùng quý vị, dưới góc nhìn pháp lý thì bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được về nhà để tại ngoại. Liên quan đến sự việc này thì đến giờ phút này tên Võ Văn Thưởng này đang cay cú tột độ nhưng không thể nào làm gì được đối với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Và qua đây có thể thấy nội bộ công trình đang rung động dữ dội tất cả những sự việc tranh chấp đấu đá giữa hai phe quyền lực. Thứ nhất là phe của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đang bắt tay rất lớn với phe của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đây và đặc biệt là phe của ông Võ Văn Thưởng đang tranh đua chiếc ghế Tổng Bí thư. Trong thời gian tới đây, nhiều vấn đề phim hay và những ngày làm chương trình Việt SBTV của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin của những ngày tiếp theo. Trong khi đó, thì tên thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc Công an Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bỏ chạy cầu cứu viện binh từ Bộ Công an sau khi sự việc quan hệ bất chính với bà nữ ca sĩ Vi Nổ bị khán giả và người dân trong cả nước phản ứng một cách dữ dội. Thưa quý vị, trong thời gian tới đây, dù bà Nguyễn Phương Hằng có bị bộ máy chính quyền lưu manh này phán cho bao nhiêu năm tù, thì những tên nghệ sĩ bẩn trùm ăn chặn tiền từ thiện này chúng phải trả giá trong thời gian tới. Đây không phải là trả giá về tiền bạc mà chúng tôi khẳng định những tên ca sĩ bẩn này với bộ tam cáo tứ là bộ Hồ Sĩ Niêm, Tô Ân Sô hay Lê Hồng Nam sẽ phải trả một cái giá rất đắt liên quan về tính mạng của mình. Vì những hành động chèn ép người dân và những hành động bất chấp luật pháp và giẫm đạp coi thường công lý, trong những ngày gần đây, người dân đã quá bức xúc với việc làm lưu manh bị bợm của các cơ quan chức năng đã bị tên thiếu tướng Lê Hồng Nam, tên thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm và một số nhân vật khác chèn ép đè đầu cưỡi cổ của người dân trong suốt một thời gian dài. Và đặc biệt trong phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng tới đây, người dân cần phải mạnh mẽ đứng dậy đấu tranh để đòi công lý cho sự việc này. Ngày xét xử vụ án drama của siêu Nguyễn Phương Hằng, khán giả và người dân trong cả nước lại một lần nữa dấy lên luồng dư luận rầm rộ xôn xao bàn tán về những vấn đề khuất tất ở Việt Nam. Cái mà người dân Việt Nam quan tâm đến giờ không phải là bà Nguyễn Phương Hằng tới đây rồi sẽ nhận bản án bao nhiêu năm tù hay như thế nào, nhưng cái người dân cần biết đó là việc kịch bản này sẽ đi tới đâu. Vì tất cả người dân trên cả nước đã biết đây là vở kịch đã được dàn dựng với quy mô từ lâu. Với những ả đầu trâu mặt ngựa không biết vô liêm sỉ là gì, sẵn sàng giật chồng để thuê, kể cả làm địa điểm không từ. Ả này đã cấu kết với những tên quan tham, tha hóa, chúng lộng hành trong bộ máy chính quyền ở Việt Nam. Nhắc lại, nếu như vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tề, tên cầu thủ Công Vinh câm miệng và không thể nào giải thích được số tiền 4,2 tỷ đồng tại tỉnh Quảng Trị và 70 triệu đồng ở huyện Thanh Chương của Nghệ An mà vẫn được các cơ quan chức năng mà người đứng đầu như tên thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, hai tên thiếu tướng Lê Hồng Nam đứng ra công bố là không có ăn chặn, không có gian dối, không có khuất tất gì trong việc làm từ thiện, thì việc bà Nguyễn Phương Hằng phải nhận án tù vì nữ ca sĩ Thủy Tiên này và nữ ca sĩ kiêm ngành nghề điểm Vi Nổ đã giao toàn bộ tất cả những gì mình có, cả tên thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm và tên thiếu tướng Lê Hồng Nam, thì cũng không mấy bất ngờ với người dân Việt Nam. Những cái mà người dân Việt Nam đang quan tâm và mong chờ đó là công lý ở Việt Nam, vì thực tế chân lý ở Việt Nam xưa và nay vốn dĩ chỉ là một diễn viên hài đang bị ung thư ở giai đoạn cuối. Thế nhưng khi nhìn nhận thẳng vào vấn đề ngay từ đầu xảy ra drama giữa bà Nguyễn Phương Hằng, chúng tôi đã thấy rõ mười mươi rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã và không những là thắng đơn thuần mà còn thắng áp đảo đối với lũ ca nghệ sĩ bẩn, ăn chặn tiền từ thiện trong thời gian vừa qua. Cấu kết với đám quan chức bẩn, nhà báo bẩn, luật sư bẩn ở Việt Nam, và để kiểm chứng cho vấn đề này, như chúng ta đã biết trong livestream của mình, bà Hằng nói đến đâu là lòi ra đến đó. Bà Hằng đã giúp cho các cơ quan đảng và nhà nước sửa đổi bổ sung được hàng loạt các quy định bổ sung và những lỗ hổng của pháp luật. Từ bấy lâu nay, bà Hằng đã làm cho đám ca nghệ sĩ bẩn này chúng không còn dám hó hé, lộng hành, lộng ngôn như những ngày trước đây nữa, và những việc làm lưu manh của chúng đã bị vạch ra. Trong khi từ trước đến giờ chúng cứ tưởng mình là thành phần tối ưu trong xã hội và độc chiếm và thao túng truyền thông một cách trắng trợn. Thế nhưng như chúng tôi đã nói, siêu Nguyễn Phương Hằng tới đây sẽ bị kết án bao nhiêu năm thì điều đó không quan trọng nữa, vì người dân Việt Nam đến giờ phút này đã hiểu rõ được bộ mặt quan chức tham lam, bao che tham nhũng như thế nào. Bên cạnh đó, luật pháp ở Việt Nam rườm rà thiếu minh bạch và công tâm ra sao. Chắc nhắc đến luật pháp ở Việt Nam thì sẽ ngay lập tức người dân Việt Nam sẽ liên hệ đến những nồi cám lợn, nhưng không sao cả, vì ta chưa bao giờ thắng được tránh. Ít ra thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã chiếm hết chỗ trong lòng yêu mến của người dân trong cả nước và cộng đồng mạng. Thưa quý vị, giờ đây không còn gì là lạ khi bà siêu Nguyễn Phương Hằng đã trở thành một hiện tượng thật sự rất nổi tiếng trên truyền thông mạng xã hội tại Việt Nam và ngoài nước, bởi cái drama đình đám của đám ăn chặn tiền từ thiện của các ca nghệ sĩ bẩn đã lôi kéo, hối lộ nhiều quan chức cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là ông giám đốc Công an Lê Hồng Nam và tên chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã liên quan đến nhiều tình tiết hết sức gây cấn trong suốt thời gian qua. Vâng, sau nhiều ngày chờ đợi hết lệnh tạm giam 2 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng, giờ chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là vụ án bà Nguyễn Phương Hằng sẽ tiến hành xét xử và chắc chắn sẽ làm rúng động tại Việt Nam. Như chúng tôi đã thông tin đến quý vị, bà Nguyễn Phương Hằng được ghép vào điều 331, nhưng đó thực chất chỉ là công cụ để bịt miệng công dân mà thôi. Quý vị nghĩ như thế nào khi mà CEO Nguyễn Phương Hằng chỉ công khai những thông tin bất lợi nhằm vào cá nhân và có nhiều thông tin để được xác nhận cũng có thật, chẳng hạn như là việc ăn chặn tiền từ thiện của các ca nghệ sĩ bẩn cùng với việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Phan Văn Mãi ăn hối lộ, và thế là bà Nguyễn Phương Hằng từ người đi tố cáo bỗng trở thành bị cáo. Đây là điều hết sức nghịch lý của luật pháp của Việt Nam. Và một thông tin gây rúng động cộng đồng mạng vừa được tiết lộ về việc ông Phan Văn Mãi một mực bắt bằng được bà chủ Đại Nam phải trả giá là phải ngồi tù, đó là việc để bịt miệng bà Phương Hằng. Nhiều thông tin báo chí đã phanh phui lý do tại sao ông Phan Văn Mãi lại kết cay kết đắng vợ chồng ông Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng nên đã sử dụng mọi thủ đoạn để bắt bà Hằng vào tù. Bởi chính bà Nguyễn Phương Hằng là người nắm rõ chi tiết những sai phạm của tên Phan Văn Mãi. Trước đây họ từng có những mối quan hệ chằng chịt với nhau. Chính vì thế vợ chồng của ông Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng đang nắm giữ nhiều bí mật to lớn của tên Phan Văn Mãi này. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.